Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại trong chương trình Lắng nghe lời Chúa. Ngày hôm nay, 21 tháng 6, chúng ta hãy cùng lắng nghe chủ đề Sự đói khát tâm linh được dựa trên câu gốc Kinh Thánh. Rồi đây sẽ đến lúc Chúa Hằng Hữu phán: Ta sẽ sai một nạn đói đến trong xứ, không phải đói về bánh hay khát về nước, nhưng đói khát được nghe những lời của Chúa. Amos đoạn 8 câu 11. Một cách Chúa dùng để truyền đạt ý của Ngài đó là thông qua sự im lặng. Dân Israel đã trắng trợn phớt lờ và khước từ lời Chúa phán với họ, nên Chúa đã đáp lại bằng cách gửi đến cơn đói kém. Sự đói kém này trầm trọng hơn nhiều với sự thiếu thốn đồ ăn và thức uống. Thay vào đó, họ đã bị cất đi lời hằng sống của Ngài. Sự im lặng của Chúa lúc đầu có thể không nhận ra được. Có thể bạn vẫn còn nhớ những lần Chúa đã phán với bạn, nhưng dần dần bạn sẽ nhận ra rằng đã lâu rồi mình không còn được nghe tiếng Ngài nữa. Nếu bạn thấy mình đang trong cơn hạn hán, thì hãy lập tức tìm kiếm Chúa và xin Ngài cho biết bạn cần phải làm gì, điều chỉnh những gì trong đời sống của mình để lại được vui vẻ với mối tương giao với Ngài. Có thể là vì bạn không vâng theo những lời chỉ dạy của Ngài trong thời gian vừa qua, hoặc là Ngài đang chờ sự vâng phục của bạn khi chỉ dạy bạn một hướng đi mới. Có thể là trong đời sống của bạn có một tội lỗi nào đó chưa được xưng ra, hay bạn đang có một mối quan hệ bị rạn nứt. Ê-sai đoạn 1 câu 15, Phi-e-rơ 1 đoạn 3 câu 7. Có thể bạn đã nói quá nhiều trong những lần cầu nguyện, còn Ngài thì lại muốn bạn lắng nghe. Những lúc im lặng của Chúa có thể là những thời điểm đầy quyền năng để Ngài truyền đạt ý của Ngài cho bạn. Chúa là Thiên Chúa. Bởi Ngài là Thiên Chúa nên khi Ngài phán dạy, Ngài mong đợi đôi tai biết lắng nghe và sự đáp ứng nhiệt thành. Ngài sẽ không để bị phỉ báng, Galati đoạn 6 câu 7. Khi chúng ta phớt lờ Ngài, Ngài có thể giữ lại lời Ngài cho đến khi chúng ta ăn năn và làm hòa lại với Ngài. Tiên tri Ê-sai đã đảm bảo với vua A-sa rằng Chúa sẽ ở cùng ngươi khi ngươi ở cùng Ngài. Nếu ngươi tìm kiếm Ngài, ngươi sẽ gặp được Ngài. Nhưng nếu ngươi từ bỏ Ngài, Ngài sẽ từ bỏ ngươi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Suy Nguyện Lời Chúa ngày hôm nay, được trích trong Suy Nghiệm Chúa Từng Ngày, Experiencing God Day by Day của mục sư Henry và Richard Blackerby, bản dịch Love Online Ministry. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào chương trình ngày mai.